Cuộc đối đầu tiếp theo mà chúng mình nhận định đó là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Juventus và câu lạc bộ AS Roma diễn ra vào lúc 23:30 ngày 27 tháng 8 2022 theo giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại số 3 đấu trường Serie A, và kèo chính của chúng ta trong trận đấu này thì đội tuyển Juventus được đánh giá là kèo trên với tỷ lệ chấp là 0.25, kèo tài xỉu là 2.5. Kèo sẽ nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đưa vào nhận định thì anh em hãy ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Juventus sẽ đón tiếp AS Roma trên sân nhà của mình, sân vận động Allianz Stadium, và sân vận động của Juventus khá là giống cái tên của sân vận động Bayern Munich của Đức. Bước tới trận đấu này thì Juventus và Roma đang giữ phong độ cũng khá là tốt. Juventus thì xem chừng chỉ gọi là có 2 thắng 2 hòa 2 thua trên tổng số 6 trận. Còn AS Roma đang giữ phong độ cực kỳ hủy diệt khi 4 trận đấu gần đây họ có 4 trận chiến thắng liên tiếp. Bước tới mùa giải Serie A 2022-2023 thì Roma có 2 trận toàn thắng. Tuy rằng các cái trận thắng chỉ có cách biệt 1 bàn thôi nhưng đã đem về cho Roma 6 điểm rồi. Còn Juventus họ có chiến thắng trận đấu đầu tiên 3-0 với Sassuolo. Nhưng sau đó thì Sampdoria thì họ không thể chiến thắng và là phải chia điểm. Tính ra là Juventus chỉ có 4 điểm. Mùa giải trước thì Juventus và AS Roma chơi khá tốt. Juventus họ đứng ở vị trí thứ 4. Có 38 sau 38 lượt trận có 70 điểm, có tấm vé dự đấu trường C1. Còn AS Roma đứng ở vị trí thứ 6 có 38 lượt trận có 63 điểm, có tấm vé dự đấu trường Europa League, là một cái thành tích tương đối tốt của hai đội tuyển rồi. Và trở lại với trận đấu này, đá trên sân nhà của Juve thì là một cái kèo mình đánh giá là một kèo khá là căng thẳng khi hai nhà gọi là xém đương kim vô địch đang đụng độ với nhau. Việc mà chỉ cần có chiến thắng trước đội tuyển đối phương thì sẽ thay đổi được thứ hạng khá nhiều trên bảng xếp hạng. Kèo cân xuất hiện và chỉ có 0.25 cho Juventus với cái tỷ lệ kèo đá trên sân nhà thôi. Còn mình đánh giá kèo này một kèo tương đối cân. Lịch sử thi đấu trước đó của cả hai đội tuyển thì chúng ta mùa giải trước đá trên sân Juve thì Juve ăn một trái, còn đá ở trên sân của Roma thì Juve ăn 4-3. Xem chừng thì Juve có vẻ tươi hơn Roma khá nhiều. Xong thì phong độ của Roma đang khá là tươi nha. Đấy. Chúng ta mùa giải 2020-2021 thì cầm hòa hai đều này, Juve ăn hai trái. Xem chừng là mình thấy Juve có vẻ tươi hơn Roma khá nhiều. Chưa kể là trận đấu này có sự trở lại của rất nhiều các ngôi sao của Juve, trước đó thì kiểu bị què, trận này thì được quay trở lại rồi. Để xem Pogba có còn què không. Vẫn què. Đấy. Pogba vẫn chưa thể trở lại sân đấu, có lẽ là anh sẽ nghỉ hết tháng 9 trận đấu. Trận đấu này thì rất tiếc là bị cầm hòa. Sử dụng toàn là gọi là dàn sao thôi. Nhưng mà không thể nào gọi là đâm thủng lưới được của Sampdoria hết. Với cái thành tích như này thì chắc là mình cũng tạm thời tin tưởng Juve hoặc là sẽ có một kết quả hòa trong trận đấu này. Anh em theo kèo xỉu, kèo Juve nhé. Đấy là hai kèo trong trận đấu này. Có thể Roma sẽ không ghi được bàn thắng trong trận đấu này đâu. Vì là đụng độ với hai đội bóng yếu hơn mà chỉ có ghi được một bàn. Đụng độ với Juve thì nghi là khá là khoai khi ghi bàn đấy. Trận đấu này mình tin rằng sẽ có kết quả hòa hoặc là Juve ăn một trái. Anh em theo kèo xỉu bắt hòa cũng là hợp lý. Đấy là nhận định, còn ý kiến anh em thế nào để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video nhận định kế tiếp.